Ngày lễ Father's Day tại Dallas Forward có gì lạ? Một chương trình nhạc tiền chiến chủ đề thoáng hương xưa trong một không gian thính phòng đầy lãng mạn. Thoáng hương xưa với những tình khúc bất hủ đã đi vào lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam như Làng Tôi. Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu. Hương xưa. Người ơi, đưa xa lắm con đường về làng diều mây thuyền đò. Tiếng sông hương. Ai là qua là thôn vặn nghe sông như mùa mưa. Chiếc lá cuối chiều cùng. Chiều vào thu tiếng em sâu lạnh giá. Ngàn thu áo tím. Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím. Ngày xưa vô tư em sống. Vân vân, xứng đáng để mời người cha kính yêu của mình đến để thưởng thức và ôn lại kỷ niệm xưa. Thoáng hương xưa với sự góp mặt của các ca sĩ Trần Đại Phước, Thúy Phượng, Lan Hương, Lệ Hiền, Phương Thoa, Huy Hiền, Mộng Thu, Tuyết Nga, Tiểu Liên, Thanh Tâm, Quang Thiện, Thúy Vân và Lê Thành MC Hiền Nhi. Một ban nhạc chọn lọc chưa từng có từ trước đến nay dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Tạ Anh Siêu. Violin Bích Loan, Huyền Trâm, Saxophone Hùng Bùi, Piano Khanh Vũ, Guitar Khoa Lê, Bass Sang Trần. Thoáng hương xưa được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày Father's Day 17 tháng 6 tại Gathering Hall trong khu Asia Times Square, thành phố Arlington. Mọi chi tiết xin liên lạc 214-663-2232, 214-663-2232. Thay mặt ban tổ chức, Lê Thành xin trân trọng kính mời.